trong mình ước mơ du học Mỹ, vốn có ý nghĩ tự lập nên các bạn muốn sang Mỹ du học và cũng sẽ kiếm việc làm thêm để tự trang trải việc học tập của mình. Các bạn biết không, khi bạn có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá giỏi, tức là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng du học. Vì nhiều trường đại học tại Mỹ sẽ có các suất học bổng giúp cho các bạn tiết kiệm được chi phí du học của mình. Và hiện nay, trường University of Rickford đang có chương trình học bổng đại học sau đại học rất là hấp dẫn. Và các cái chương trình như là học bổng đại học dành cho những sinh viên đủ điều kiện đang lấy bằng bán cử nhân hoặc là cử nhân. Tất cả học bổng đều được xem xét lại hàng năm, dựa trên thành tích học tập thỏa đáng và xếp loại tốt trong trường. Tất cả sinh viên đăng ký học đại học đều được tự động xem xét để nhận những học bổng này khi tất cả giấy tờ đăng ký đều được nộp đúng hạn đã nêu. Thì không có mẫu đơn đăng ký học bổng riêng. Thị trường có các học bổng bán phần, có nghĩa là sinh viên phải đóng phần chi phí còn lại ngoài học bổng khi đến nhập trường. Các học bổng học tập có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ cho đến 15.000 đô la Mỹ một năm và dựa trên sự xuất sắc trong học tập và khả năng tiếng Anh. Thứ hai là học bổng sau đại học. Đại học Rickford vừa triển khai một cái chương trình học bổng sau đại học quốc tế mới dành cho học viên sau đại học quốc tế, sinh viên đăng ký chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, chương trình hòa bình và phát triển toàn cầu, hoặc bất kỳ chương trình nào trong trường như là cơ khí, ngành cơ, điện, y sinh, khoa học máy tính và cơ khí máy tính đều đủ điều kiện để nhận học bổng này. Và cái chương trình làm việc trong trường, bên cạnh việc hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình học bổng và các công việc thực tập, hợp tác trong ngành, có thêm 1/3 sinh viên tốt nghiệp đảm nhận các vị trí như là trợ lý sau đại học, trợ giảng hoặc là trợ lý nghiên cứu, giúp sinh viên được giảm toàn bộ hoặc là một phần học phí trong năm học và trong nhiều trường hợp còn nhận thêm sinh hoạt phí hàng tháng. Có hàng trăm cơ hội vừa học vừa làm trường dành cho sinh viên quốc tế. Đại học Rickford được thành lập năm 1927 là một trường đại học tư không thuộc giáo phái nào. Tổ chức các chương trình đào tạo đã giành được giải thưởng. Trường nằm trong khu vực New England lịch sử bên bờ biển Connecticut, chỉ cách thành phố New York 1 giờ đồng hồ. Vị trí gần trung tâm tài chính lớn nhất thế giới của trường giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội làm việc và thực tập. Trường thu hút sinh viên đến từ 88 quốc gia và 44 bang, khiến trường có một môi trường học tập thực sự là đa dạng. Sự đa dạng này phản ánh trong tất cả các lớp học và hoạt động xã hội trong trường, cả trong điền kinh lẫn trong phòng thiết kế. Môi trường học tập đa dạng giúp cho sinh viên được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau và giúp họ có được thế giới quan mới và phát triển các kỹ năng giao tiếp và các kiến thức cần thiết để họ thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Và trường Rickford tổ chức hơn 120 chương trình đại học và sau đại học. Những chương trình này tạo ra các cơ hội việc làm toàn cầu và trang bị cho sinh viên kiến thức để họ có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong các ngành, các chính phủ, các quốc gia trên khắp thế giới. Đại học Rickford được kiểm định toàn diện bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học New England. Trường cũng được ban lãnh đạo Cục Đại học Tiểu bang Connecticut kiểm định. Và những điểm chính thì trường có tỷ lệ sinh viên, giáo viên là 15:1, với sĩ số trung bình trong lớp là 20 sinh viên. Trường tổ chức các chương trình tiên tiến theo định hướng thị trường, liên ngành và chuyên ngành, báo cáo thời sự và thế giới Mỹ liên tục, xếp trường Rickford nằm trong 10 hoặc là 20 trường đứng đầu về sự đa dạng kinh tế, sự đa dạng chủng tộc, dân tộc và tính quốc tế trong số 300 trường đại học quốc tế cấp bằng tiến sĩ hàng đầu của Mỹ. Trường đào tạo thường xuyên, chuyên nghiệp của Rickford và phòng đào tạo từ xa đi tiên phong với chương trình sau đại học trực tuyến đầu tiên ở tiểu bang Connecticut. Các cái chương trình học như là cơ khí và công nghệ, giáo dục và đào tạo, khoa học máy tính, khoa học xã hội và truyền thông, khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản, kinh doanh và quản lý, kiến trúc, xây dựng và quy hoạch, tiếng Anh ngôn ngữ, luật, nghệ thuật sáng tạo và thiết kế, nhân văn, thạc sĩ quản trị kinh doanh, y tế và sức khỏe, v.v. Về cái học phí, thì học phí cho chương trình đại học là 30.965, bao gồm tiền ăn, bảo hiểm thì học phí một năm là 45.185. Đối với chương trình thạc sĩ, học phí một năm là 16.145 đô la Mỹ, bao gồm tiền ăn, bảo hiểm thì một năm học thạc sĩ là 31.305. Và yêu cầu đầu vào đối với đại học, yêu cầu là TOEFL ABT là 75, IELTS là 6.0, thạc sĩ TOEFL ABT là 80 hoặc IELTS 6.5. Để chi tiết hơn về trường đại học Rickford thì các bạn vui lòng liên hệ với tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tindaidương.edu.vn. Xin chào mừng các bạn đang theo dõi chương trình chia sẻ kinh nghiệm du học Mỹ. Thì cùng với sự đa dạng về lựa chọn các ngành học và khóa học thì sinh viên còn có thể được chuyển từ trường này sang trường khác. Và rất phổ biến là ở Hoa Kỳ đó là sinh viên Mỹ, sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam. Sau khi hoàn thành 2 năm đầu tiên để lấy bằng ở một trường, thường là trường cao đẳng cộng đồng, thì sinh viên sẽ có thể chuyển sang học ở một trường khác. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Ngọc Hậu để biết được sự lựa chọn của bạn Hậu là như thế nào nhé. Chị xin chào Ngọc Hậu. Em chào chị.
Ngọc Hậu có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về lại bản thân của em được hay không? Chào các bạn, mình tên là Hồ Lan Ngọc Hậu, đang học lớp 11 tại trường Nguyễn Công Trứ. Thì mình đang có dự định đi du học cho nên và mình đã nhận được visa xin đi du học Mỹ. Mình thường xem phim cũng như là làm một số cái đồ DIY vào những lúc thời gian rảnh. Rồi, nếu vậy thì chị không biết là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình về em ha? Em đi chọn Mỹ để đi du học bởi vì trường tại Mỹ, nhất là tại bang Washington thì có chương trình kép giúp cho em tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Lại em cũng có người thân ở đây cho nên rất tiện lợi cho công việc học cũng như sinh sống của em. Môi trường học tại Mỹ thì rất là năng động, sáng tạo với những kiến thức rất là thực tiễn. Em cũng có rất nhiều cơ hội để trao đổi, giao lưu văn hóa với các bạn sinh viên quốc tế cũng như là cải thiện trình độ tiếng Anh của em. Rồi, nếu vậy là em sẽ chọn một chương trình kép ở bên Washington. Nếu vậy thì trường em học sẽ là trường như thế nào và cái lộ trình học của em nó sẽ ra sao em ha? Em sẽ học tại trường cao đẳng cộng đồng Tacoma, là em sẽ học một năm đầu tiếng Anh, hai năm sau em sẽ học vào cao đẳng cộng đồng và chương trình kép, và rồi hai năm cuối em sẽ chuyển tiếp lên trường đại học để lấy được bằng cử nhân. Trường cao đẳng cộng đồng Tacoma thì cái ngành quản trị kinh doanh là một trong hai ngành nghề tốt tại được giảng dạy tốt tại trường, với lại trường cũng rất là gần nhà người thân của em. Trường có chương trình kép dành cho học sinh quốc tế và trường được công nhận bởi tổ chức là Northwest Commission on Colleges and Universities và nằm trong top 50 trường cao đẳng tốt của Mỹ. Nếu vậy là qua bên đó là em sẽ ở chung với lại người thân của mình luôn. Rồi, chị không biết là nếu vậy thì dự định sau khi học xong chương trình đại học ở bên Mỹ thì em sẽ như thế nào? Sau khi học và xong chương trình tại Mỹ, em sẽ về Việt Nam và tiếp quản công ty buôn bán gỗ của gia đình. Nếu vậy thì cho chị hỏi về một vấn đề là cảm nhận của em khi mà được làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì như thế nào vậy em ha? Khi em có ý định du học thì chị họ của em đã giới thiệu cho em về công ty tư vấn Tân Đại Dương, bởi vì chị của em đã từng được công ty tư vấn Tân Đại Dương tư vấn cho việc đi du học. Chị ấy kêu là tại đây làm việc rất là tốt, rất là nhiệt tình để giúp đỡ cho học sinh để có thể có được bài phỏng vấn tốt nhất. Thì lúc mà em vừa vào công ty, em gặp được chị Quỳnh là người tư vấn cho em thì chị rất là nhiệt tình, rất cởi mở và giọng của chị rất là nhẹ nhàng. Sau đó em được học với thầy Khôi thì thầy cũng chỉ cho em rất nhiều chi tiết, những cái ý để em có thể trả lời phỏng vấn hay. Rồi em học với anh Bảo Anh là anh đã củng cố giúp cho em bớt run cũng như tự tin hơn trong việc phỏng vấn. Nếu mà em có người thân hay là bạn bè muốn đi du học thì em chắc chắn sẽ giới thiệu bạn đến công ty tư vấn Tân Đại Dương, bởi vì em cũng có tìm hiểu về các công ty tư vấn khác nhưng em cảm thấy đây là nơi đảm bảo có thể tin tưởng nhất. Chị cảm ơn những chia sẻ của Hậu ha, và chị hy vọng rằng là những ước mơ của em trong tương lai sẽ sớm được thực hiện. Em cảm ơn chị. Và những thông tin Ngọc Hậu vừa chia sẻ cho chúng ta thì phần nào sẽ giúp cho các bạn có thêm sự lựa chọn cho bản thân của mình về việc chọn trường như thế nào khi du học tại Mỹ. Và còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, các bạn hãy có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể mang hồ sơ lên trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, để có thể xem thêm những clip về học sinh, các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Bảo Trâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn.